triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhất giả liên tỉnh. Tối mùng 7 tháng 3, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng Công an đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 2, quân khu 7, tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhất giả quy mô lớn. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai phối hợp với Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 2, quân khu 7, tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Tho, sinh năm 1978, Đồng Văn Quân, sinh năm 1986, Lê Anh Tuấn, sinh năm 1996 và một số đối tượng khác đang tiến hành sản xuất dầu nhất giả tại khu vực xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu. Hạng một thành viên Đông Hải, quân khu 7 gọi tắt là kho 580, ở địa chỉ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành khám xét xưởng sản xuất dầu nhất giả của đối tượng Vũ Thị Nở, sinh năm 1974, tại khu vực kho 580 và khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã thu giữ 273 thùng đựng hơn 5.000 xô, can, chai thành phẩm các loại dầu nhất, bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu Catron, Honda, Yamaha, Shell, 134 thùng phi sắc nghi là dầu nhất giả bốn xe tải và nhiều tài liệu sổ sách liên quan đến việc mua bán bước đầu xác định các đối tượng mua dầu nhất kém chất lượng dầu nhất thải tái chế và bao bì tem của các nhãn hiệu nổi tiếng về sản xuất dầu nhất giả để bán ra thị trường để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng thiết kế nhà kho thành nhiều lớp khóa cửa ngày đêm cảnh giới không cho người lạ tiếp cận gần nơi sản xuất khi vận chuyển thành phẩm đi tiêu thụ các đối tượng luôn đề cao cảnh giác nếu phát hiện nghi vấn sẽ lập tức cắt đuôi nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án. Theo thông tin điều tra, vào năm 2015, các đối tượng trên đã bị công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt giữ về hành vi sản xuất dầu nhất giả, nhưng sau đó lại tiếp tục phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Cụ thể, các đối tượng thuê kho của đơn vị quân đội làm nơi sản xuất, cất giấu hàng giả nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cũng theo công an tỉnh Đồng Nai, trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an tỉnh đồng nai phát hiện có hai nhóm đối tượng thực hiện hành vi sản xuất buôn bán dầu nhất giả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường xác định đây đường dây sản xuất mua bán nhất giả với số lượng rất lớn gồm nhiều đối tượng liên quan nhiều địa phương công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá